Chúng tôi là bản tin sinh viên tài chính. Hương Ly này, bạn có biết tỷ lệ sinh viên tài chính có việc làm sau khi ra trường là bao nhiêu phần trăm không? Gần đây tôi cũng mới có tìm hiểu và biết được theo khảo sát của sinh viên tốt nghiệp khóa 50 Học viện Tài chính 2017, có đến 97,72% các bạn sinh viên đã có việc làm chỉ sau có 1 năm ra trường thôi Phan Hùng ạ. Wow, quả là một con số đáng tự hào phải không các bạn? Chính xác là như vậy. Và Phan Hùng có biết không, gần đây nhất thì Hương Ly mới biết thêm thông tin là Học viện Tài chính của chúng ta kết hợp cùng với công ty tuyển dụng việc làm trực tuyến MyWork đã triển khai cổng đào tạo việc làm trực tuyến cho các bạn sinh viên MyWork Partner, giúp các bạn có thể tiếp cận gần hơn nữa đối với các công việc. Vậy sao? Tôi đang rất hào hứng với thông tin này đấy Hương Ly ạ. Quả là một thông tin hữu ích cho các bạn sinh viên. Vậy thì Hương Ly có thể nói rõ hơn cho các bạn sinh viên về thông tin này được không? Vâng, và để Phan Hùng cũng như là các bạn khán giả có một cái nhìn rõ nét hơn thì ngay sau đây xin kính mời đến với chuyên mục Phóng sự tiêu điểm. Chín mươi bảy phẩy bảy mươi hai phần trăm là tỷ lệ sinh viên khóa 50 Học viện Tài chính có việc làm sau một năm tốt nghiệp. Đây là con số mới nhất theo khảo sát sinh viên tốt nghiệp được thực hiện năm 2017. Con số này với khóa 49 là 96,51%. Theo thống kê của Edutu Review, kết quả này giúp Học viện Tài chính đứng đầu trong top 5 trường đại học ở Hà Nội có sinh viên tốt nghiệp đỉnh nhất. Ngân Phương Ly, sinh viên năm cuối khoa quản trị kinh doanh Học viện Tài chính, đã rất lăn tăn chưa biết đi thực tập tại công ty nào. Nhưng ngay sau khi Phương Ly đăng tải profile lên cổng thông tin việc làm Học viện Tài chính, ba công ty đã trực tiếp liên hệ Ly mời đi phỏng vấn. Thời gian gần đây thì mình có đăng ký tài khoản ở trên cổng thông tin việc làm và đào tạo trực tuyến của Học viện Tài chính. Và ngay sau khi mình đăng ký tài khoản thì mình có upload cái profile của mình lên trên trang cá nhân. Và ngay lập tức 3 ngày sau đấy thì mình đã nhận được rất là nhiều các cái lời mời tham dự phỏng vấn của các công ty lớn, ví dụ như là FPT, Viettel hay công ty cổ phần Bitmain chẳng hạn. Mình cảm thấy rất là vui vì điều này, vì hiện tại thì mình đang là sinh viên năm cuối rồi và cổng thông tin việc làm và đào tạo trực tuyến của Học viện Tài chính đã mở ra cho mình rất là nhiều cơ hội nghề nghiệp trong thời gian sắp tới. Và cũng để chuẩn bị tốt hơn trong cái thời gian mình đi làm sắp tới thì mình đang có dự định là sẽ tham dự một cái khóa học online ở trên cổng thông tin việc làm và đào tạo trực tuyến của Học viện Tài chính. Cổng thông tin việc làm sinh viên Học viện Tài chính tại địa chỉ vietlam.hvtc.edu.vn là kết quả của sự nỗ lực hợp tác giữa Học viện Tài chính và hệ sinh thái việc làm MyWork trong suốt thời gian qua. Chỉ bằng một vài thao tác đơn giản, truy cập web, đăng nhập bằng tài khoản Google hoặc Facebook, cập nhật và xác thực profile, mỗi bạn sinh viên đã có thể ngay lập tức tiếp cận với hơn 2.000 công việc được cập nhật hàng ngày của đối tác Học viện Tài chính và MyWork. Từ việc bán thời gian, làm thêm, thực tập tới công việc toàn thời gian ở mức lương khủng, tất cả đều được cập nhật trên vietlam.hvtc.edu.vn. Rõ ràng, cổng thông tin phù hợp với không chỉ sinh viên năm cuối, mà ngay cả các bạn sinh viên năm nhất cũng hoàn toàn có thể khai thác được lợi ích từ website này. Thứ nhất, đấy là cổng cung cấp cái cơ hội để giúp cho sinh viên có thể tiếp cận cái thị trường lao động một cách chuyên nghiệp bằng các cái bước từ việc là mở tài khoản, cập nhật hồ sơ, khởi tạo hồ sơ, cập nhật thông tin cho đến tìm kiếm việc làm. Và tất cả quy trình đấy hoàn toàn miễn phí, trọn đời. Thứ hai nữa là cổng cung cấp thêm các cái kiến thức, đặc biệt là các khóa đào tạo, các cái bài kiểm tra chuyên môn liên quan đến kỹ năng. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Xin chúc các bạn có một năm mới, một kỳ học mới thật nhiều thành công. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.